Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Vũ nha. Thì hôm nay Vũ sẽ review một cái rất là hay cho mọi người. Đó là mình sẽ khui bụng và mở ra, mình tìm hiểu cái chi tiết bên trong của cái sản phẩm lo súp đó. Đây là một chiếc lo súp mà được Vũ đánh giá cực kỳ cao và được nói chung đây là có thể nói là một sản phẩm chủ đạo của Vũ. Một sản phẩm súp mà Vũ cảm giác nó là đang hay nhất và tốt nhất, khỏe nhất ở trong cái tầm tiền. Đó, và cái chất âm ra để cho Vũ có thể là bán nó và có thể duy trì nó đến đây là khoảng tầm được khoảng 2 năm mấy. Phải được 2 năm mấy đến 3 năm và nó vẫn là một cái súp chủ đạo ở thời điểm hiện tại này. Để Vũ có thể phối ghép được rất là nhiều dòng loa như JBL và một số hãng khác. Vì súp này rất là dễ ghép và nó rất là dễ phối. Cái âm của cái súp này nó rất là hay. Và đến bây giờ Vũ vẫn chưa tìm ra một súp nào tốt hơn để cho những cái bộ dàn cao của mình có thể phù hợp, ngoại trừ ra những cái súp mà đặc biệt như là Nestle hay là Bow hay là những cái súp đó thì nó phải đi chung với cái cấu hình thì mình không nói, mà ở đây một chiếc súp mà có thể ghép rất là nhiều dòng loa phổ biến về karaoke, KTV đó là súp MF3. Mà thật ra hôm nay là một người khách nhắc Vũ nên Vũ mới nhớ ra thật ra mình có một sản phẩm này mà lại không quay clip cho mọi người xem, đó là súp MF3. Thì hôm nay cái kết cấu con này rất là đã mà Vũ lại không nhìn ra mà không quên là mình review mổ ruột các bạn cùng xem cái sản phẩm này nó như thế nào. Thì hôm nay mình và mấy bạn ngày chủ nhật, mình biết là dịch thì mọi người sẽ ở nhà rất là nhiều, với lại không ra đường thì cũng sẽ hơi buồn, thì hôm nay Vũ sẽ cùng mọi người giải trí, chúng ta sẽ tìm hiểu cái lon súp này nó như thế nào và kết cấu ở bên trong thế nào và tại sao Vũ lại chọn nó là một sản phẩm đặc biệt, một sản phẩm chủ đạo mà Vũ rất là thích để đưa đến khách hàng rất là nhiều mà chưa có súp nào làm cho Vũ hài lòng hơn. Đó là như vậy. Ok, đây là Vũ xin giới thiệu, đó là súp MF3. MF3 của SE Audio Technic của Đức. Đó, và cái súp này các bạn thấy những cái video trước là Vũ đã bán SE rất là nhiều, nhưng mà Vũ lại không review cái chiếc súp này nữa, và đây chiếc súp chủ đạo của mình nữa. Thì hiện tại cái súp này có giá rất là ổn định và đến thời điểm hiện tại là nó vẫn có giá là 16.700. Các bạn thấy nó rất là nhỏ gọn nhưng nó là một cái loa súp kép, nó là súp kép nha bạn, bass 2.5 tấc nha bạn ha, nó là súp kép chứ không phải là một củ loa, nó là hai củ loa. Và mình cũng sẽ chia sẻ thêm cho các bạn là nhiều khách hàng comment hỏi là súp gia đình và súp pro nó khác nhau gì, thì thật ra đơn giản các bạn, thì các bạn để ý đi, nếu mà chúng ta xem những cái sản phẩm mà loa mà dòng pro thì cái gân màn loa đa phần là màn gân cứng, còn những cái dòng home thì nó sẽ sử dụng là cái gân màng loa là nó sẽ mềm mại hơn, nó có sẽ chiều sâu trong gia đình hơn, còn này cứng. Và còn cái việc mà cứng á, thì các bạn sẽ nghĩ có sâu hay không, thì thật ra đó là cái công nghệ người ta làm, cái kỹ thuật của người ta làm. Tại sao Nestle người ta không phải sử dụng nó cứng mà đánh rất là sâu đó các bạn, thì đó cũng như vậy. Ok, bây giờ mà không nói thêm, mình sẽ cùng mọi người gỡ ra, mình đem cái con súp này ra cùng chiêm ngưỡng với mọi người coi kết cấu bên trong con này sao ha. Con này đã theo mình đã 2 năm mấy, 3 năm nay rồi và nó vẫn là một cái chính trong cái showroom của Thiên Vũ, các bạn thấy không, lúc nào nó cũng phải nằm giữa cả, vì nó là một súp chính của Vũ. Còn bây giờ Duy phụ mình đưa ra cái chiếc đó, đây là chiếc súp MF3. Thì ngoài việc nó có một cái kích thước rất là gọn, tại vì sao Vũ chọn nó nhiều là thứ nhất á, âm thanh hay. Thứ hai nữa là kích thước nó rất là nhỏ gọn, công suất rất là khỏe, nó là thuộc dòng rồ rồi. Và nó rất là nhỏ gọn, chứ thường mà để cái công suất mà đáp ứng giống như vậy mà chúng ta xài mà súp mà bass 40 thì nó to lắm, chúng ta để trong nhà thì sẽ hơi bị phô. Đó, đây là mã SEMF3. Hôm nay mọi người sẽ cùng cảm, các bạn thấy không, nó rất là nhỏ gọn nè. Nó chiều sâu nó cũng tương đối thôi và chiều ngang nó rất là gọn, nó chưa đến được hai gang tay nữa. Nên Vũ hay chọn nó làm cái sản phẩm chủ đạo, vì với lại với thiết kế nó đơn giản như thế này thôi và nó không có bị phô, và mình để trong nhà nhìn nó cũng đẹp, nó thẩm mỹ hơn. Rồi ok, mình sẽ cùng các bạn mở, bạn lấy máy đi, ở đây là cái giá nè mọi người. Đó, giá nó vẫn vậy đó. Và sắp tới nó sẽ lên nha mọi người ha. Sắp tới thì nó sẽ có thể là nó lên 10% do dịch đó. Mà hiện tại là chưa lên chính thức, Vũ chỉ thông tin mọi người vậy thôi. Các bạn thấy
không, những hàng nhập những con ốc nó đều có màu nè. Vũ đã review các bạn nè, thấy không? Đó, có keo. Bạn thấy những cái đồ hàng nhập thường nó hay có cái keo đó. Và hiện tại là con này có công suất á là RMS là 400W các bạn. RMS là 400W cho con súp này. Và Pro RAM của nó 1200 và peak của nó lên tới 2400 lần. Đó, các bạn thấy rất là dễ gỡ nè. Đó. Thấy chưa? Đây. Thì đây là mặt tiền của con súp và đây là cái phần gỗ mà hãng này nó làm. Đó. Hôm nay mình mở ra cho mọi người xem được. Đây các bạn, đây là cái phần mà nó sơn các bạn. Còn đây là nó sử dụng gỗ ép nè. Mấy lớp? 1, 2, 3, 4 4 lớp các bạn ha. 5 lớp. Tổng cộng 5 lớp. Đó. Và cái mặt nước sơn của SE này á, cái phần nó rất là cứng các bạn. Cái sơn của nó, chất liệu sơn của nó cực kỳ cứng. Thật ra nó chống chày luôn nha mọi người. Trừ khi chúng ta dùng những vật nhọn mà như dao nhọn thì chúng ta rạch á, rạch mà dội cố tình mà tạo độ lực á thì nó mới chày thôi. Chứ ngoài ra chúng ta mà cào cào bình thường hay lấy đồ mà bình thường chúng cào nó cũng không có chày nữa. Đó. Đây là chống chày mà, nó là dòng Pro thì nó khác với những cái dòng Home là như vậy. Đó. Ở đây thì nó có một cái thanh. Cái thanh này là nó để nó xử lý âm các bạn. Thật ra nó để đây nó có một phần cảm cho nên nó vừa giữ cho cái hai thanh này nó bám lại với nhau, với lại một phần là nó cũng để xử lý âm nữa, nó chia ra. Ok. Đó, giờ bạn mời bạn quay bên trong nè. Các bạn thấy không? Đó, mình để mình lật ngược lên cho bạn xem nha. Đó. Thấy không? Rất là đẹp. Đây là bát 2.5 tấc các bạn và đây là súp kép. Đó. Nó để hình V các bạn. Góc ngã của nó là bao nhiêu đây? Khoảng góc ngã này là khoảng 45. Góc ngã 45 độ. Đó, còn phần này nè, với cái phần nắp á thì nó cũng để cho những cái nói chung là một cái keo cao su và nó có một cái G lên khoảng mấy gem á, thì cái việc này thì nó sẽ là nó giúp cho cái việc cái gỗ mà khi mà đánh áp lực lớn á, đỡ nó phải bị lạch cạch, nó tạo ra tiếng tạp âm các bạn. Đó. Nó rất là cứng các bạn. Con súp này các bạn khi mà chúng ta nhìn ở ngoài hãng SE này họ gia công cái con này rất là cứng cáp. Đó. Chứ không đơn giản là tại sao nó là một sản phẩm mà Vũ là chọn nó những năm nay và nó vẫn là những sản phẩm chính của Vũ để đưa đến khách hàng sử dụng, tư vấn cho khách hàng. Nói chung là mình bán hàng, mình sẽ lựa hàng thì khách hàng xài họ sẽ cảm thấy sướng hơn, bỏ tiền ra thì nó đáng hơn, đáng đồng tiền hơn. Đó, đây là các bạn, đồ rồ các bạn thấy không, cái gân đó nè. Đó, còn những đồ Home nè, bạn mở giùm mình cái đó ra đi. Đồ rồ thì các bạn thấy những cái màn bát này đơn giản, chúng ta nhìn những màn bát này nè thì nó sẽ dùng màn cứng hơn, còn màn Home thì nó sử dụng dày thì nó sẽ nhẹ hơn. Đó các bạn thấy không? Đó đồ Home gia đình đó thì nó xài gọi đồ Home gia đình, súp gia đình, những dòng mà nó rồ. Thật ra đây là dòng rồ mà Vũ đưa vô gia đình đó các bạn, tại vì nó chất, tại vì thiết kế nó cũng nhỏ gọn, thật ra chúng ta để nó vẫn đẹp. Bây giờ mình sẽ mở củ lo cho các bạn cùng xem nha. Đó, để chúng ta nhìn trên cao xuống. Đây là mặt đứng, dừng lại giùm. Ok. Đó bạn ha, đây là mặt súp của SE Auto MF3. Bạn thấy đó, ok cái nó rồi. Ok, bạn mở giùm cái, bạn cầm giùm mình cái máy quay, mình sẽ mở hết cho các bạn coi cái củ loa như thế nào luôn. Ơi con này bự hơn Duy ơi, thấy con bự hơn. Rồi thì thay vì mở củ loa thì để cho bạn ở phía sau mở củ loa đi, mình sẽ mở cho mọi người coi cái củ, cái mạch, bo mạch nó phía sau. Đó. Rồi. Trời. Cái con loa này các bạn, ở mặt sau của nó đó là nó sử dụng màn nhôm nha mọi người ha. Nó sử dụng một cái tấm nhôm, thiết nhôm để giúp tản nhiệt, và trong đó nó có một số lỗ hơi này để khi mà nó đánh đó, tại vì con này là súp điện các bạn. Thì đây là đối với Vũ nó là một con súp điện khá là lớn, công suất lớn, kích thước nhỏ, đánh rất là khỏe. Khi mà đánh những tần suất lớn á, thì nó
giảm tối thiểu cái việc méo tiếng, và những cái shop này được anh em trong âm thanh mà Vũ mời qua nghe, nói chung là giao lưu với nhau, những anh em giao lưu mà về âm thanh á, họ qua nghe họ đánh giá rất là cao về sản phẩm này. Đó, cực kỳ cao, rất là thích. Vì lần đầu họ gặp một con shop mà nhỏ gọn như này mà đánh áp lực như vậy, đánh hay như vậy, mà lại là shop điện. Thường thường mà đánh mà ga như vậy, thường thường người ta sẽ chọn những cái con shop hơi. Đó. Đến bây giờ thì mình sau khi mình chia sẻ thì mình chia sẻ thêm các bạn thì về cái phía sau đi, tính năng phía sau nó thì nó sẽ có một cái đó là phase, shop phase. Đó. Đó, đảo pha các bạn ha. Đó, rồi còn đây là cái volume, volume shop phase level. Còn đây là ONC, nói chung là đây là cái EQ để chúng ta chọn cái giải. Thì ở đây giải nó thông báo rõ chúng ta là từ 80 cho đến 250, khá là cao luôn các bạn. Thường sub các bạn thấy là khả năng nó đánh thường tới 100 mấy thôi, nhưng mà con này thì có khả năng nó đánh lên đến tới giải 250 hẹp lần. Đó. Đó thì chúng ta, các bạn nè, mình Vũ chia sẻ cho những khách hàng mà chúng ta đang sử dụng sub nha, chúng ta lưu ý cái điểm mà ONC này. Thì các bạn á, khi mà chúng ta chia ra tỷ lệ cho các bạn, ví dụ như đây 80, 250 thì khoảng cách của nó là khoảng con số là bao nhiêu Khánh? 170. Thì 170 thì ở 170 thì nó sẽ có là ở như vậy. Nếu 170 chúng ta để giữa 12 giờ. Đó, bạn lấy nét giùm. Chúng ta để giữa 12 để gần một xíu này. Lấy nét. Rồi để mình để gần cho mọi người phân tích, mọi người dễ hiểu ha. Ví dụ như chúng ta để giữa 12 giờ 170 thì đương nhiên là nó sẽ ở đây là nó khoảng dao động và 180 khoảng tầm 90. Nó khoảng tầm 90 các bạn ha. 90 92 hẹt. Đó, nếu nếu đúng không? Quên xin lỗi mọi người, là khoảng 85 hẹt. Đó, 170 đi thì mình cho khoảng nó khoảng tầm 85 hẹt. Đó, ví dụ ở đây là 80 đúng không các bạn, thì độ cái con này á các bạn quýnh xuống, nếu mà chúng ta để như này á thì nó sẽ đánh 80. Thì ví dụ như chúng ta nãy chia tỷ lệ giữa cái con 80 này đến 250, chúng ta đã chia ra tỷ lệ là 170 mấy đúng không? Thì chúng ta để giữa này có phải là chúng ta đã 80, thì chúng ta có phải là chúng ta 70 mấy, thì 70 mấy đó, chúng ta cộng với 80 thì nó sẽ dao động khoảng 150. Đó, các bạn muốn đánh khoảng tầm 140, 120, 130. Đó. Đó, đây đánh 100. Đó, hoặc đây chúng ta đánh khoảng tầm 90 nè. Đó, đánh ở giải 90. 90 hẹt, đánh giải khoảng tầm 100 hẹt. 101, 102, 103, 104. Đó. Chúng ta sẽ hiểu được cái con này, chúng ta chia ra và chúng ta sẽ biết là chúng ta đang biết con súp mình đang đánh ở cần này sẽ chỉnh ở đánh ở bao nhiêu hẹt các bạn ha. Còn cần đỏ phay này chúng ta nói thôi, chúng ta quá dễ biết rồi, không cần phải nói nữa. Đó. Thì cái này để cho lúc mà chúng ta cần delay á, chúng ta cần phay coi nó có trùng phay nhau thì chúng ta gạt qua thôi. Đó. Còn mặc định chúng ta cứ để không độ đi các bạn ha. Rồi, con này chia volume thì nói chung là những cái súp rồi thì nó cơ bản như vậy thôi. Còn ngõ input của nó thì những cái dòng home các bạn thấy là nó sẽ sử dụng ngõ analog, ngõ RCA. Còn cái con này thì nó sẽ sử dụng bằng ngõ Canon các bạn ha. Line in và line out, các bạn có thể link thêm một cái con sub thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó. Chúng ta tùy chúng ta link, đây link tín hiệu. Rồi, ok các bạn. Đó thì hôm nay Vũ review các bạn, vậy giờ mình sẽ mở con này ra. Vui ơi, mở cái gì? Mở mấy con rồi, còn con để Vũ mở ra cho mọi người cùng con. Hôm nay sẽ mở hết cho mọi người coi tham khảo cái con sản phẩm này. Rồi mở xíu đi, mở xíu. Rồi ok đây. Đó, mình sẽ lấy một con ra cho mọi người cùng xem. Con này công nhận bên trong nó thiết kế đầu thư chỉnh chu. Bên trong nó có cái M3 là chỉnh chu rồi. Đây mình lấy ra cho mọi người. Nó hay bóp vì nó không có thế mà. Để chờ mọi người chờ Vũ xíu. Duy ơi, lấy đồ gì nhọn nhọn lấy ra dẹp á. Không có thế. Mọi người chờ Vũ xíu nha, Vũ sẽ lấy ra cho mọi người tham khảo coi kết cấu bên trong nó thiết kế như thế nào.
nhấn vào nó không ra. Cái nó lướt luôn là vui lắm nhé. Đẹp mới cắt móng tay nữa. Khổ ghê. Dạ. Chúng ta phải nhấn vào cái nút này chúng ta mới lấy lo được. Đó. Mình nhấn nằm phía trước á, gặp cái thịt dê thì có một lớp nhựa. Thằng ET này làm kỹ ghê. Đó. Xong, mình lấy cái được rồi nè. Đó thấy các bạn thấy không? Thì đây là cái củ loa. Những bạn mà đã xem cái video mà của Vũ á, các bạn search cái trên YouTube á, các bạn search là loa SM-MF3A, cái củ loa mà bé tí á mọi người, loa bé tí mà công suất lớn á. Đó, các bạn thấy không? Đây là phần củ loa của cái con MF3 này. Được. Nói chung là độ hoàn thiện cực kỳ cao luôn các bạn. Độ hoàn thiện rất là cao. Chúng ta khui ra nó có cái email của hãng nè. Có mã số riêng nè. Đó. Chúng ta xài những đồ hãng thì chúng ta thấy không? Cái độ hoàn thiện cao rất là rõ ràng, có email. Đó. Các bạn xem những video cũ mà có cái video mà 400 mấy ngàn lượt xem á, 400 mấy ngàn view á, xem về cái củ loa mà mở cái sáu củ loa, là cái loa đó là để ghép với cái súp này là theo thông số của nhà hãng đó các bạn. Đó. Mỗi cái củ loa đó có email riêng rất là cụ thể. Các bạn quay cận cảnh cho mình cái màn đi. Cái màn này nó làm màn giấy, nó khá giống bằng bù. Chất liệu nó khá giống. Cái này coi bao nhiêu nhỉ? Nhìn này coi bao nhiêu ta? Này có cái độ đo nhìn không có chính xác được. Cái màn nhện bên trong, bạn lấy nét cho mình nữa cái. Nhưng mà quay cận cảnh thì phải lấy nét đây, quay gần lấy nét cho mình. Đó. Đó, vụ lấy nét là cho mọi người coi cận cảnh ha. Quay cho mọi người coi đây nè. Bên trong cái màn. Đó. Đây là hai cái râu của nó. Đó. Đây. Rồi heo. Củ lo thiết kế rất là đẹp. Chất lượng, độ hoàn thiện của mỗi củ làm rất là cao. Đó, rồi sau giờ chúng ta sẽ đi sâu bên trong vào cái phần thiết kế nè. Thiết kế ở đây á, anh coi nè, thì ở phần thiết kế này nó sẽ có một cái bông thủy tinh màu trắng đó, để nó hút âm ở phía sau. Nó hút âm, nó hút luôn cả bên hông này các bạn ha. Đó, nó hút luôn cả bên hông này. Này cũng vậy, mình lấy ra nó dán rồi, nó dán cố định rồi đó. Nó bắn kim mọi người, bắn kim á, chứ phải là dán, bắn một bấm kim. Đây, bạn quay bên đây bạn thấy là bên trong thì nó cũng trên một khoảng trống thôi, nó là ở khoảng đó là khoảng vuông góc rồi các bạn đó, các bạn thấy không? Đó, bên trong là vuông góc thôi chứ nó không có dán. Và nói chung là nó khi mà nó căng cái bông thủy tinh này á, nó cũng sẽ căng theo cái kiểu hướng xéo chứ nó không cho vô vuông góc, nó căng theo hướng xéo của cái độ ngã của loa luôn đó, chứ bên trong đây là vẫn trống nè, chứ nó không có gì bên trong đây hết, các bạn thấy đó. Hai củ bắt về đánh công suất 400W rất là khỏe. Đó. Rồi hôm nay mình mở cái củ loa, giờ tới phần phía sau. Đó. Giờ tới phần phía sau, cho mượn dùng ấp sau đi chứ. Cái phần này các bạn, nó làm tới nó nẹp hai lớp gỗ luôn, cực kỳ cứng cáp luôn, rất là chắc chắn. Nước sơn nó rất là đẹp, nước sơn mà ba rất là đẹp. Hai củ mà Vũ nghĩ là hai củ nó sẽ giống nhau đó mọi người, nên Vũ sẽ chỉ mở một củ cho mọi người xem thôi đó, tại vì Vũ nghĩ sẽ hai củ sẽ giống nhau, còn nếu không thì để Vũ
mở thêm một cái lên cho mọi người, để mở thêm một cái cho mọi người. Hiện tại cái con loa này 16.700.000, thì một súp kép 2.5 tấc, chúng ta có thể coi nó tương đương bằng một cái súp bass 40 hoặc hơn tí xíu, bằng một cái súp bass 40. Giờ tới mình mở quay phía sau các bạn. Bây giờ tới phần bo công suất các bạn ha, chúng ta sẽ cùng nhau đi tham khảo cái bo công suất nó như cái phần bo công suất thì bên trong cái con ốc này nè các bạn, nó sẽ bắn trực tiếp vô gỗ luôn, chứ nó không, nó bắn trực tiếp vô gỗ luôn chứ nó không có sử dụng cái con tán rang ở bên trong. Cái phần mặt nắp trước á thì nó có con tán rang. Coi cái thiết kế bên trong coi nó làm sao quá hay. Hiện bây giờ Vũ vẫn chưa tìm ra một cái súp nào có thể tương đồng giống như vậy, hoặc là nhỏ mà bắt kép 2 tấc nhỏ hơn tí xíu nữa để phù hợp cho những cái không gian mà nhỏ đó, nhưng mà đến thời điểm bây giờ vẫn chưa tìm ra đó. Hàng mới đang quay các bạn, mình bung tem bảo hành này lần luôn đó, xong còn dùng mình đóng ốc nữa đó. Đóng ốc nhỏ dính luôn á. Ốc dính luôn hả? Ừ, bấm hết rồi mới được á. Vậy phải có IKEA nữa, thêm đầu IKEA nữa chứ gì. Tại vì cái này Vũ cũng chưa mở lần nào nữa, nên Vũ cũng chưa biết. Hôm nay review mở cho mọi người cùng coi. Không, xong rồi, đủ rồi. Đúng rồi. Rồi, ok. Đó. Đây là cái bo mặt của cái khoang đẹp quá ha. Để lấy ra đây, đây con rắc, để coi con này chịu hai công suất. Dây to mà, dây cũng khá là to, dây chính to nhưng dây trong cu lo này cũng nhỏ đó. Phần này là nó kín hoàn toàn luôn, tức là cái không gian này là nó cách nhiệt với lại hai cu lo trước với cái bông thủy tinh. Một khoang nó không có lỗ hở luôn. Phần này cũng dán keo nè, keo silicon, keo nến á. Ừ. Chắc để chứng tỏ con này nó không có lỗ thông hơi luôn. Ừ, không có lỗ thông hơi. Lỗ thông hơi nó lấy từ phía trước mà. Nói chung là cái khoảng không hơi, cái lỗ thông hơi của con loa này là hầu như là cái cũ loa này nó dồn thẳng vào phía trước luôn các bạn, nó không cho chạy đi đâu luôn. Nhưng mà thật ra khi mà con này đánh bass cũng rất là sâu, đánh vợ chồng đánh gia đình chúng ta đánh sâu ngoái mà nó rất là khỏe nữa, công suất nó rất là khỏe. Đây, đây và Vũ sẽ, đây lần đầu mở, Vũ sẽ chia sẻ các bạn nè. Sao cái con này mà nhiều số email dưới vậy không biết nữa. Đây các bạn nè. Thì có những cái, đây là một cái tem kiểm định. Cái tem kiểm định này nó rất là hay nha các bạn. Thật ra các bạn thấy một thương hiệu của M3SE này nó rất là làm việc, rất là bài bản, cũng rất là chỉnh chu. Đó, thì cái tem này nó ghi nè, những cái phần này là những cái phần check nè các bạn. Những cái phần này là những cái phần mà có số email. Và cái tem này nó giống như là, ví dụ như nó có những cái đội test từng phần á, test cái phần, ví dụ như phần tụ là ok chưa nè, phần bo ok chưa nè, phần công suất ok chưa nè. Mày Vũ ví dụ thôi nha, Vũ không rành tiếng Anh thì Vũ nhìn cái tem Vũ hiểu được vấn đề thôi. Nó giống như cái con Calip kia, nó có những cái tem tester của khi mà xuất xưởng, nó phải chuẩn thì mới cho ra khỏi xưởng các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đấy, nó rất là bài bản, khá là nhiều tem. Rồi xong tới tem đây nữa nè các bạn. Quá trời tem luôn. Đây. Rất là nhiều. Này là của một hãng gì electronic gì nè. Một bo. Đây. Có CV nè, có CV đàng hoàng nè. Có mã code nữa nè. Chúng ta có thể quét mã code con bo này được. Rồi cái con này cũng có số sorry nữa nè, nguồn các bạn ha, lọc nguồn đó. Một con này thì 100 đến 240 V
con này điện 100-240 auto wall. Này có mấy con bút phét này, công suất nè, nóng. Mấy con này là đang chạy nóng lắm. Các bạn hôm nay mình quay vòng vòng cho các bạn, bấm zoom liên tục luôn Khánh ơi. Để Khánh zoom liên tục cho mọi người, quay cận cảnh luôn, cứ áp sát cận cảnh luôn. Đó, đúng rồi. Bạn thấy chưa? Một cái con lo rất là chỉnh chu. Đối với Vũ thấy nó rất là bài bản, bo mạch liền lạc, dây cột gọn gàng. Đó. Chúng ta thấy vậy nha các bạn. Thật ra một hãng họ làm kỹ là tùy theo cái nhân công của cái hãng đó các bạn ơi. Nhiều khi mà Vũ mở mấy cái lo mà xịn hơn luôn cả SE nữa, nhưng mà bên trong nó xấu mà nó làm kiểu hơi cái nôm na người Việt mình gọi là làm việc hơi cẩu thả đó. Đó. Đây, con bo này cái con DSP nữa nè. Các bạn. Đây là cái con DSP riêng nè. Nó đang sử dụng DSP motor mono input 1 channel nè, đầu vào nè các bạn. Đó. Đó, nó có email của cái con DSP này nữa. Đây. Cái con DSP này MF3 sub nè, phân rõ, rất là rõ ràng nè các bạn. Nó có con chip bên trong luôn coi. Không mở ra hết, nếu mình mở bung ra hết mình sợ lát nữa Vũ gắn lại không được. Tại Vũ không làm ngành điện tử nên mà Vũ mà lỡ mà mở ra hết cái lát nữa gắn lại không được, vui lắm luôn á. Để mình vạch ra cho mọi người coi. Mình không làm trong ngành điện tử mà mình mở cái này ra là mình mù tịt luôn. Nói chung là về nhìn bo mạch tụ, nhìn cái chất liệu vỏ ngoài nhìn nó bài bản và nó chất lượng hơn nhiều. Còn những cái keo này là tránh cái việc mà nó, thứ nhất là tản nhiệt, thứ hai nữa là chống nó ma sát, nó chạm với nhau các bạn. À, chất lượng ha, rất là chất lượng. Nên lý do mà nó tạo ra một chất âm hay với tầm tiền này, với kích thước này, nó đang rất là tốt. Thật ra đối với Vũ á, với một cái tầm tiền này, với một công suất này, với một thiết kế này thì thật ra với giá này Vũ thấy rất là ok, rất là hay nữa, khỏe nữa, bỏ trong nhà được, không có bị phô. Cũng như những cái loa mà 4 tấc 5 tấc thì đôi khi mà nhiều khi nó hay, thì đôi khi có những chiếc loa một số hãng rất là hay nhưng mà họ lại không ra những cái công suất size nhỏ. Thật ra cái dòng rồ đó họ để dành cho những đi ở ngoài live, nhưng mà Vũ thì nhưng mà chất âm nó rất là hay. Mình thì bây giờ karaoke bây giờ ở thị trường Việt Nam mình đó thì nó sẽ đi theo về chủ hướng cao cấp, cũng như là đi theo về xu hướng là sử dụng đồ rồ chứ không phải sử dụng những dòng truyền thống như âm ly ngày xưa chúng ta nữa. Là loa cũng vậy nữa, loa họ chọn những đồ rồ, bây giờ các bạn thấy không, những cái đồ rồ bây giờ đưa vào gia đình rất là nhiều đó. Nhưng mà bây giờ đưa đồ rồ mà có những cái con súp mà nó to quá thì phòng khách chúng ta nhỏ đi thì mọi người biết để vô nó rất là phô, nó làm xấu cái căn nhà của mình đi, nó không phù hợp nữa. Bây giờ hay là một việc mà nó phải thiết kế, nó thẩm mỹ và nó phải cùng gu và nó có thể đáp ứng được việc là đưa vào nhà khách hàng, là cái phần nội thất nó phải đẹp, nó phải hòa hiện nhau nữa, chứ không phải đơn giản là nó hay đưa vào tự nhiên phòng khách đang sang trọng rồi bỏ cái loa vào nó hơi phô, nó thô, xấu. Bởi vì lựa hàng cũng cực đó mọi người, đi lựa hàng mà lựa súp hay lựa đồ cho về bán ấy, nó cũng cực lắm. Tại vì lựa đôi khi nó phải bị mất cái này mất cái nọ, mà nó có được cái này thì nó bù mất cái nọ. Rất là ít khi mà chúng ta chọn được một cái loa nào mà nó vừa phù hợp hài hòa được những việc mình mong muốn, đẹp nội thất, đẹp về âm, đẹp về giá và đẹp về công suất. Khó lắm mọi người, lâu lâu mới có được một sản phẩm mà nó đúng gu mình thôi. Ok. Thì coi như là video này là Vũ đã review cho mọi người xong rồi, đã cho mọi người trải nghiệm thử coi là cái kết cấu cũng như cái phần thiết kế của con súp MF3 này. Đây là một cái sản phẩm mà được Thiên Vũ trọng dụng rất là nhiều, và được những khách hàng cũ mà đang coi những video và những khách hàng của Vũ mà đã đang sở hữu những cái chiếc súp này thì coi như là hôm nay một cái video mà mọi người có thể chiêm ngưỡng được bên trong. Cái lo của mình đã mua ở tại Vũ thì mọi người thấy cái sự chất lượng, mọi người sẽ an tâm hơn khi mà mua hàng ở Vũ. Thì Vũ cũng thấy mở ra mà thấy nó như vậy thì thấy cũng rất là
vui đó, nó nhìn nó rất là chất lượng, mọi thứ nó làm việc rất là cầu kỳ, cái độ hoàn thiện rất là cao và giá thành nó hợp lý, chất âm ra ok nữa, rất là khỏe. Ok, nếu mọi người thấy cái video này á mà hay, mà giúp cho mọi người trải nghiệm được nhiều hơn nhiều dòng sản phẩm, giúp chúng ta biết nhiều hơn về kết cấu của những hãng loa ở trên thế giới, để chúng ta có thể chúng ta học hỏi gì thêm, hoặc chúng ta học hỏi về thiết kế, học hỏi về nước sơn, học hỏi về những cái bo, như là học hỏi về cách bố trí bo mạch như thế nào, nó cũng rất là hay. Tại vì mở được nhiều dòng loa, các bạn sẽ học được mỗi hãng, mỗi nước, mỗi chút xíu, mình sẽ tích lũy ra rất là nhiều kinh nghiệm để chúng ta chọn ra được nhiều sản phẩm hay để mình ta đưa đến tay đến khách hàng, và chúng ta sẽ được trải nghiệm và dùng, và chúng ta sẽ cảm nhận ra được cái sự khác biệt khi mà chúng ta xài súp này nó hay hơn cái gì, xài súp này nó hay hơn cái gì, nó rất là nhiều cái để giải thích cho khách hàng. Cái việc mà thêm một cái việc nữa, nhiều khách hàng hỏi là Amply Samphin nghe nhạc hay hơn với Amply chuyên nghe nhạc không, thì nhiều câu hỏi đó, thật ra đương nhiên là Amply mà chuyên nghe nhạc phải hay hơn rồi, nhưng mà giờ Amply Samphin nghe nhạc cũng hay, nhưng mà mọi người phải đánh đổi, ví dụ như chúng ta Amply Samphin nghe được nhạc, xem nghe được phim, có tích hợp online, rồi có tích hợp rất là nhiều thứ online, rồi chim nhạc online, nhưng mà Amply nghe nhạc là Amply Analog, các bạn phải có CD, rồi chúng ta phải cắm dây bằng cơ bản, thì chúng ta sẽ mất thời gian thủ công hơn, nhưng mà đương nhiên cái chất âm ra nó sẽ nội lực hơn so với là cái Amply mà tích hợp quá nhiều thứ. Tại vì một công suất dành cho hai kênh, mà còn cái kia là một công suất dành chia cho quá nhiều kênh, thì đương nhiên nó sẽ không làm được việc mà tốt nhất có thể, mà cái sở trường của nó. Thì nói chung là khách hàng mà sử dụng thì chúng ta sẽ phải chấp nhận, phải đánh đổi, có cái này phải mất cái kia thôi, chứ không có thể hoàn thiện được tối ưu 100% cái mà mình mong muốn đó. Ok, mọi người thấy video hay, một những chia sẻ trong buổi hôm nay mà hay, thì mọi người đừng quên ủng hộ Thiên Vũ một like, và Thiên Vũ sẽ làm nhiều video hay hơn nữa và chia sẻ về loa hay những Amply hay là những cái gì mà mình biết, hoặc là mình biết và mình đang tìm hiểu, mình cũng sẽ chia sẻ cho khách hàng cũng như các bạn làm trong ngành âm thanh, chúng ta cùng biết với nhau, chúng ta học hỏi lẫn nhau. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Nếu thấy hay thì quên ủng hộ cho Vũ một like và share cho nhiều anh em khác cùng xem. Bye bye.